Chị cái này buổi sáng mình bán bên kia đúng không chị? Đúng rồi, đây nè. Dạ. Đúng rồi. Chiều là qua đây hả? Đúng tìm rồi. Bữa nay giờ. Đây cái gánh bánh mì này mọi người. Đám cưới vợ nghe qua đây qua bánh mì. Cưới rồi. Cưới dạ. Cưới cưới ra đây bên phim nè. À. Hôm nay ghé cái bánh mì trên cái đường Hòa Hảo nha mọi người. À, kia gánh bánh mì này bán lâu lắm rồi đây. Ngày bán hai cừ anh ha. Sáng bán chỗ sáng bán Trần Nhân Tôn đúng không chị? Đúng rồi, đúng rồi. Buổi sáng hay đi ngang thấy. Tới chiều là qua đây hả chị? Chiều qua đây 3 giờ mới có bán. Ừ, 3 giờ. 3 giờ bán tới 6 giờ. Dạ, con buổi sáng bên kia đâu bán mấy giờ hả chị? 7 giờ tới 9 giờ. Dạ. Đó có 2 tiếng à sáng. Có 2 tiếng à. Chiều thì 3 tiếng. Dạ. Bánh mì xíu mại mọi người. Hôm qua đi. Này. Siêu mại. Em ổ 20 nhá, 3 ổ đầy đủ. Rồi rồi chị cứ bán cho khách đi. Em quay mà giờ bán không được. 20. 20 phải không? Đây có mấy loại anh? Không hành ngọt. Chả bì, bì nước mắm, cá dạ. Ba loại ha. Thịt chả, cá bì. Dạ. 12 ngàn. Đây ổ 12, 15, 20 gì ha? 12 không ạ, ai ăn 15 thì chị mới bán 15. À, 20 bán 20. Bán trung bình có 12 thôi. Trung bình có 12 ngàn một ổ ha. Bán bình dân à. Dạ. Dạ. Tại sao cứ giờ lại đây quay phim cô? Quay phim là bán bánh mì cho bánh mì ngon. Bánh cho mấy mốt người yêu á, lại ra bán bánh mì. Ôi trời ơi. Nói không anh ơi. Cưới giờ 2 thôi. Cưới giờ 2 thôi. Cưới giờ 2 ra ngoài chị heo nằm vô. Cái cá này cũng thấy gì. À, ẩm thực đường phố chú. Dạ. Cái gánh gánh này giống như ngoài quê mình đó hả? Đi bán này cái gánh này là 30 năm đó hả chú hả? Trời ơi. Là bán được chắc thời con gái luôn rồi. Giờ mới có 50 mấy chứ mấy đúng không? 30 năm rồi. Hồi bả còn cái mà vụ bả tới tới giờ luôn. À chú vụ á hả? À. Ăn bánh mì bà theo bà luôn cái gì nữa? Chú nói là hồi đó là ăn bánh mì bả giờ theo bả rồi giờ đi gánh theo bà bán luôn. Còn gái nha. Dạ. Tới giờ luôn. Rồi ngày là bán hai cừ này thôi là cả gia đình rồi chú hả? Đúng rồi. Có làm nghề gì khác không cô chú? Cô chú làm nghề gì khác? À, sáng gánh chiều gánh ha. Gánh bánh mì. Dạ. Hồi xưa giờ bán còn quanh mấy cái đường này hay là bán gánh đi đâu chị? Bán đây không đó giờ. Có bán trên Ngọc Hoàng á. Chị là ngày là bán hết cái thố đó thôi hay là chúng mà mình chêm vô? À còn nhiều nữa ha. À, đây là viên tôi. Dạ. Tại thấy có thố à. Bỏ vô từ từ vậy đó. Cho nó nóng đó. Ha. Dạ. Dạ, lấy cho em ba ổ đi. Ổ nhiêu em? 20. Cái này để cho đẹp thôi hay là ăn được? Được luôn, củ hành mà. Dạ, ít thôi. Dạ. Có làm the chứ không thôi là nó cay lắm à. Em ăn 20 là em ủng hộ chị chứ không. Chị bán 12 không mà ai ăn 15 cũng nhiều, người ăn 15 lắm. Dạ chị ít ăn 20 hả? Ừ.
Bởi vì 20 nó nhiều quá. Dạ, kệ, cứ bỏ vô cho em. Chị bán cho khách sau lưng mà không kìa chị. Em ơi, ăn gì em? Cái bánh mì thịt đầy đủ. Rồi, đưa một ổ đó cho em, khỏi bỏ bao ni lông. Khỏi bỏ bao ni lông. Rồi, còn hai ổ kia bỏ bao ni lông cho em đi. Trời, một ổ 15 ngàn mà nhiều nhiều nhân dữ vậy? Đó, bởi vì em ăn 20 là nó đầy luôn, không có chỗ nhé. Không có chỗ bỏ vô. Đó, bán trung bình là 12 ngàn thôi. Dạ. Chị bán á, chị bán ở cái lô S ở chung cư Ngôi Gia Tự mọi người, đầu đường Hòa Hảo với Trần Nhân Tôn luôn, ngay đầu đường Hòa Hảo với Trần Nhân Tôn luôn nha. Nghe có mình đi, khách đông ghê á, nãy giờ khách liên tục luôn. Mà bánh mì nó rất là nóng luôn. Đây này mọi người, cái ổ bánh mì của chị này nhân ghê không, nhiều ghê luôn á, nặng lắm á. Chú ăn thử coi thử ngon không, còn chị cứ để chị bán. Ồ, mì này mình mới lấy luôn à chị hả? Nóng mới lấy cho lò luôn. Ừ, nóng ghê á. Không lấy mì nguội lên ơi. Dạ, không bán mì nguội hả? À, tuyệt đối không bán mì nguội, tại đúng rồi. Cái mì nóng này mới ngon. Tại vì bánh mì này á, vốn không có nhiều đâu bán mà. Dạ, mà để nguội cái là nó mất ngon. Tại bánh mì đặc biệt nhất là cần nhất là nóng. Bánh này á, vỏ mỏng xốp ngon. Dạ, em ăn này ăn thơm bánh mì ghê á, thơm. Cái bánh mì mà nó bị nguội á, chỉ có hấp lại nó cũng ngon. Và cứ hết là lấy, hết lấy vậy ha. Cái tiếng của em này nói chuyện giống đúng rồi, đúng rồi. Ủa em à? Dạ. Tại vì á em làm tới hai cái rồi. Có coi luôn hả? Có coi hoài luôn. Coi đó. Thích coi luôn á. Nóng coi trang á. Rồi coi luôn, mai mốt gánh bánh mì lên ủng hộ bánh mì luôn. Không phải nói chứ hả, nhiều khi hả coi mấy hoàn cảnh đó hả. Tôi ha. Nằm muốn ướt mắt luôn á. Dạ. Tại vì Việt Nam mình còn nhiều hoàn cảnh khó khăn quá thì em mới cùng mấy đi quay hoàn cảnh về nè, và luôn tiền đổi bùng cái xe bánh mì này biết nhiều lâu rồi chứ, nhưng mà chưa có dịp ghé. Nghe tiếng em nói chuyện bây giờ mày nói trời sao mà giống cái trong cái clip chị coi mỗi ngày đặt chúng coi hết trơn. À, cảnh khám phá vùng quê đó chị. Dạ. Đủ thứ. Dạ. Ủa, ai muốn quay cái clip mà của bé Ngọc nó bị lấy khớp không? Bé Ngọc lấy khớp hay không? Nhiều nhiều người làm lắm anh. Tội nhỏ nó nằm nhiều thương ông bú á, nó bị ung thư, nó bị ung thư xương mà nó sưng lên cục cái gì nữa. Dạ, cái đó người khác làm giờ. Cái đó người khác làm, nhiều người làm lắm anh. Đúng rồi, nhiều clip lắm mà nhiều. Cái cá này khi nào nó còn nóng á mọi người. À, cái bên siêu mài chứ. Nó nhầm. Siêu mài nó sôi á. Siêu mài khi nào sôi nóng hồi ngon lại. Cái xe này á, quay. Cũng cấp chứ như là em đi với vợ em luôn. Đúng rồi, hai vợ chồng, nhưng hôm nay vợ em cạm ở nhà. Dạ. Siêu mài đi. Hôm nay vợ cạm ở nhà. Dạ. Tại quay trúng xe luôn nè. Thì hay để xe vậy đó anh, để sát mình chứ, giờ Sài Gòn mà. Xe đi đâu cũng phải để sát như vậy á. Ồ, bánh mì này ăn ngất ngay luôn á. Bây giờ mình thử cái quả táo mà anh cua là khách đông rồi, anh biết rồi. Dạ. Ổ mì của mẹ đây, ổ mì mẹ.
Ở đây mọi người, ô bánh mì nè, nhiều quá trời luôn á, 20.000 mà ăn ngất ngây luôn á. Bạn về thời gian đâu về mà coi cái mấy cái chương trình đó vậy anh chị? Tối. Tối hả? Xong xuôi hết nào coi nó khuya luôn. À. Ngoài 5 giờ là hết rồi về. Nhưng mà về phải làm nhân làm đồ. Làm nguyên liệu để sáng ra đi bán. Sáng lẻ thôi. Không ăn thịt. Không ăn thịt. Chả ăn mà không ăn thịt. Thấy ổng mặt không anh chị cho thịt. Ủa khăn rồi chị. Xong cái đó là làm hai ổ cho em luôn nha. Làm hai ổ đầy đủ cho em đi Trang hồi nãy luôn. Dạ làm luôn á em. Dạ làm luôn á. Mận thấy mặt đúng không? Đúng giờ thấy mặt rồi nè. Cái mặt nó không bình thường có gì đâu. Tại em không thích lên này đôi khi người này nói người kia nói vậy đó. Thì đó giờ chị biết rồi đó có gì đâu. Mặt nó không bình thường mà. Thầy lên mạng cho làm không kịp đâu nha. Làm không kịp. Ông nhiều khi anh coi ở những cái clip phải thấy ảo nằm muốn khóc luôn. Dạ. Cái xíu mại này mình làm luôn hả chị hả? Ở nhà làm thôi. Làm cực lắm. Dạ. Cực mới ngon người ta mới ăn lâu dài chứ. Chị bán cái này lúc má chị bò theo má chị bán. Dạ. Thì má chị mất rồi, bây giờ tới chị bán là biết bao lâu rồi. Dạ. 30 mấy năm rồi đó. Dạ. Hồi xưa bà già bà bán. Mấy ổ em?